Thì ở Đà Lạt trời đó lạnh nhá anh em nhá, nhưng mà anh em càng chùm kín nha, anh em càng chùm kín, anh em càng nhồi đó ở trong thì càng lạnh, con chim càng tụt lửa. Hôm vừa rồi mình có lên thằng em mình ở trên đó thì mình thấy anh em nên mở áo lồng ra hoặc hạ động lực nhá. Tại vì anh em không tin anh em thử đi, bây giờ một con chim của anh em chùm áo ở trời lạnh và một con chim anh em thả động lực, anh em nuôi bình thường nhá, nuôi chế độ bình thường nhá, thì anh em thấy con chim ở trong lồng lực cái lúc mức độ lửa con chim nó ổn định hơn là con chim anh em chùm áo lồng ở Đà Lạt. Tại vì là anh em càng chùm, anh em biết không, cái hơi lạnh á ở Đà Lạt nó lạnh nhiều đúng không, anh em càng kín nhá thì cái hơi lạnh nó vào trong cái lồng nó quẩn ở trong đó càng 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 nhiều hơn, và con chim của mình nó mất lửa nhiều hơn. Thì anh em cứ nuôi bình thường, nuôi mở áo lồng cho chim nó bay nhảy thì chắc chắn chim sẽ ok hơn rất là nhiều á. Năm nay anh em thử tin mình một điều đi, thứ nhất nhá, anh em dùng lồng lồng lực anh em nuôi lửa đi, anh em nuôi lồng lực 60 đi, rồi bắt đầu anh em nuôi kỹ một chút, nuôi trễ hơn mọi năm nay, vì mà năm ngoái mà đánh sớm, năm nay đánh trễ một chút, chắc chắn với anh em là hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, anh em thử đi. Nhưng mà con chim nó khỏe anh em nhá, anh em thả lồng lực con chim nó bay nhảy nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Nhưng mà không cần phải là lực lớn anh em, nhiều khi một số anh em cứ quan tâm cái lực là phải 2, 3, 4 mét, mình lực 60 mình thả con chim nó khỏe lắm, anh em cảm nhận con chim nó khỏe, nó bay nhảy nó khỏe, rất là khỏe nha. Anh em biết không, hiện tại ấy, hiện tại cái mùa này này là có nhiều anh em hỏi mình, có nghĩa là mình thì ở đây mình chia sẻ với anh thế này, hôm nay mình bộc bạch một chút về vấn đề mà chăm chim, thì anh em phải hình dung được rằng là mỗi một người nhá có một cách chăm riêng, mà đặc biệt ở đây một cái điểm đặc biệt là cái con chim nó không giống nhau, thì các idol người ta chia sẻ, người ta sẽ theo con chim của người ta chia sẻ là một phần nhá anh em. Một phần thứ hai là người ta hay copy, tức là khuôn đập anh em copy của người này có cái hay người kia rồi bắt đầu mình chia sẻ, rồi có một số chia sẻ để bán sản phẩm. Thì nói chung là mỗi người có một cách chia sẻ, nhưng mà mình nói anh em thế này, nhiều khi mình lên đây ngồi tám với anh em cho vui chút đúng không, mình có gì hay thì mình chia sẻ cho anh em có gì hay chia sẻ lại. Trên cơ bản nhá, thực chất nhá, thì anh em nuôi con chim anh em nên tìm hiểu nó sẽ tốt hơn, chứ anh em đừng nghe nhiều quá. Tại vì anh em biết làm sao, con chim là chim của anh em. Còn ví dụ như mình ngồi đây mình nói với anh em này thì là mình nói cho đã miệng mình thôi anh em, đâu phải chim của mình đâu. Anh em chăm á, anh em chăm rồi, anh em chăm rồi lỡ hư hư chim anh em, không hư chim mình. Cho nên anh em nuôi chim thì anh em phải phải tìm hiểu về con chim của mình để anh em chăm, nó sẽ ok hơn. Chứ anh em cứ nghe nhiều idol chia sẻ quá, rồi bắt đầu anh em hoang mang xong anh em lại nhắn tin hỏi với mình, mà mình thì bận công việc, anh em hỏi nhiều quá mình không trả lời được. Đấy, anh em thông cảm cho mình nhá. Cái mùa nếu mà vào mùa nắng ổn định thì con chim của mình sẽ ok, nhưng mà vào cái thời điểm mà trời vừa mưa vừa nắng, vừa mưa vừa nắng hiện tại nhá, thì anh em mình chú ý một điều thế này, anh em đừng chùm áo lồng. Mà nói thiệt, tại vì anh em biết làm sao, con chim khi anh em chùm áo lồng là con chim mình tụt lửa. Nếu mà trời nắng thì con chim nó tức cho lên lửa, nhưng mà vào thời điểm trời mưa, con anh biết không, khi mà trời mưa con chim chào mèo, mà trời mưa nhá là chim xuống lửa. Mà khi mà ngày hôm nay ví dụ trời nắng mà chưa phơi nắng anh em, mà tự động con chim nó cảm giác được nó khỏe liền, nó sung mãn liền. Cho nên là khi mà anh em chăm chim ở mùa này thì anh em hạn chế tối đa, thứ nhất là hai cái mình theo dõi anh em. Cái thứ nhất là anh em chú ý về vấn đề trái cây. Cái trái cây hiện tại trái cây thuốc rất là nhiều. Thì anh em khi mà anh em chăm chim thì chú ý mùa này là về mảng trái cây, cẩn thận một chút. Thứ hai anh em đừng chùm áo lồng. Nếu mà vào mùa nắng anh em chùm áo lồng nó đỡ hơn rất là nhiều, tốt, con chim có thể vào lửa lẹ. Nhưng mà vào mùa mưa anh em chùm áo lồng con chim tụt lửa chứ không lên lửa. Là tại vì anh em biết sao, nó yếu, trời mưa là chim tụt lửa rồi, anh em càng chùm áo lồng không hoạt động thì con chim của mình nó càng gì, càng dễ tụt lửa và rất là dễ bị rớt lông nha. Cho nhiều anh em hỏi mình tại sao rớt lông như vậy, thì mình nói anh em nên mở áo lồng thả lồng lực là tốt nhất. Thế này này anh em, thì là mỗi người có một cách chăm chim riêng, thì anh em đừng theo idol. Ví dụ như anh em đừng theo mình nhiều quá, cái gì hợp lý thì theo, cái nào không hợp lý đừng có theo. Là tại vì là anh em biết là những con chim mà người ta chia sẻ cho anh em hoặc người ta đăng video lên, cũng như mình và anh em khi mình đăng cái video lên thì mình phải chọn, thứ nhất là con chim của mình nó ok đúng không, cái con chim của mình nó phải đẹp, phải ok, hoặc là đổ mùa lông cũng vậy, đăng lên cho anh em khoe. Nhưng mà anh em nghĩ rằng là người ta tốt chưa chắc đâu, nhiều khi người ta có chim xấu ta giấu đi thì sao, đúng không? Thế thì anh em phải chú ý rằng là cái con chim của idol là những con chim nhiều tiền. Mà những con chim nhiều tiền thì người ta chăm rất là kỹ, mà đặc biệt là chim thi của idol
nha anh em, người ta chăm kỹ lắm. Từ cái chế độ ăn uống nhá, ngủ nghỉ nhá, không gian nhá, à, rồi là nói chung là chim nhiều tiền, chim idol ta chăm rất là kỹ, và cái chế độ thi đấu. Cho nên là tại sao mà chim của idol khi mà ra ngoài dàn ăn tốt và khi mà đổ lông cũng đẹp anh em. Anh em không theo ta được đâu. Trong khi đó anh em nuôi những con chim mà vừa ít tiền, đương nhiên chim nhiều tiền, từ ít tiền nó lên nhiều tiền đúng không? Nhưng mà anh em phải biết rằng anh em chăm con chim thứ nhất không bằng người ta. Thứ hai là anh em nuôi những loại nóng lại kích. Thứ ba là anh em chơi ép con chim mất lực thì không có cửa nào mà con chim mình đổ lông bằng đẹp người ta, đẹp như người ta được. Rồi anh em hỏi mình rằng anh ơi chim đuôi tầng là thế nào, đuôi tầng là lấy dài hạ, thì thực sự là anh em chắc mới chơi chim. Với mình nuôi chim đến giờ mình không quan tâm con chim đuôi tầng anh em. Tầng cái cha nó tầng hay không tầng, người ta nuôi chim nó đổ mặt thì rút cái tầng, còn mình không rút mặt bằng, không đẹp bằng, thì quan trọng là rút hết lông là ok đúng không? Chứ anh em đừng quan trọng đuôi tầng, tầng mới tiếc gì anh em nhá. Rồi một số anh em là phải đít vải đỏ, đỏ lấy dài được không? Con chim người ta hay rồi ta nuôi đít đỏ, chim ta đẹp hoàn thiện lấy dài ok. Còn chim của anh em bây giờ, những con chim mà mình xin lỗi anh em mua rẻ tiền, chưa đi thi, chưa dợt dàn mà anh em suốt ngày phải lo đi cào cào trái cây mắc tiền rồi là đủ hết. Nó không chơi được anh em, chưa chơi được nhá. Cho nên anh em theo idol là một chuyện nhá. Con chim bị bút lông đuôi nhá, thì anh em phải kiên trì. Những con chim bút lông đuôi này anh em, hoặc là con chim mổ chân này nhá, mình gọi chung là phá hình, thì anh em phải chú ý rằng với những con chim đó, việc đầu tiên anh em không nên nuôi nóng nha anh em. Cái đầu tiên anh em chú ý là không nóng, có nghĩa anh em không dùng cám kích, em nuôi mát bình thường, trái cây cũng vậy, mát bình thường, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là anh em phải chú ý một cho mình thế này, những con chim đó anh em đừng dùng áo và nên nuôi lực. Thứ ba anh em chịu khó tắm cho nó, tắm càng nhiều càng tốt anh em, cho ngày tắm lần hoặc là tắm ngày hai lần ok luôn, không vấn đề đâu anh em. Và cái thứ tư là đối với những con chim đó anh em hạn chế tối thiểu chùm áo lồng, nếu chùm buổi tối hoặc là anh em kiếm một nơi yên tĩnh anh em khỏi chùm áo lồng luôn, và anh em nên tắt nó ra một nơi yên tĩnh, thì sau một thời gian con chim của anh em nó sẽ gì ok. Chứ anh em nếu mà những con chim đó anh em chữa 3 bữa mà anh em lại bơm tiếp thì nó không hết được anh em nha, tại vì mình chữa nhiều rồi. Với những con chim đó anh em nên vào chế độ mát thì con chim sẽ ok. Thế thì ở đây mình mới nói là bên này, cái chuyện idol người ta chia sẻ thì anh em phải nghe cái nào hợp lý anh em chăm theo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình nói rằng với anh em hồi xưa mình cũng nghe nhiều nhưng mà bây giờ mình không nghe nhiều. Con anh em thử đi, anh em chăm hai con chim, anh em thử đi, thử một con chăm chế độ này, thử một con chăm chế độ kia, coi cái chế độ nào tốt nhất anh em làm theo. Một mùa là anh em cứ nghiêng, chứ bây giờ anh em đi chăm chim nhá mà anh em cứ hỏi người này, anh em hỏi người kia, người ta chỉ hết cho anh em không, đúng không? Có người ta nói qua loa, có người ta chỉ không hết được, mà chim của anh em người ta nói qua loa, anh em chăm theo anh em hư chim sao? Cho nên anh em mùa này đừng nghe idol nhiều quá, kệ nó, tối nên nghe tham khảo vui đi. Ví dụ anh em đang nghe mình bữa này đúng không, tham khảo vui đi đúng không, cái nào đúng ok thì mình chơi, nào không ok thôi đừng theo đúng không. Chứ anh em cứ theo mình theo rồi bắt đầu theo idol anh em chịu không nổi đâu. Anh thì bổ nhiều anh em mà anh làm chim ăn ngay ấy, tại bây giờ anh em thấy được rằng là anh em toàn bổ vip thôi mà mình lại không có bổ vip đấy, đâm ra mình không dám bán anh em ạ. Con chim mà hay tắm khô, thứ nhất là anh em chịu khó, nó có thể nó yếu lửa nhá. Con chim tắm khô một là yếu lửa nhá, nó có nhiều nguyên nhân, một là yếu lửa này, thứ hai là nó chăm chưa tới, nó thiếu nắng, thiếu tắm. Thì với những con chim đó anh em hơi nắng bình thường và anh em tắm để cho nó đi, cứ tắm cho nó đi anh em. Anh em bắt nó ra, anh em lấy cái kìm bấm móng chân móng tay đó anh em, anh em bấm dứt điểm luôn, bấm bỏ đi. Anh em ra ngoài tiệm mua cái lọ thuốc xanh á, ở ngoài từ nước Tây á, mua cái lọ thuốc xanh á anh em, thuốc đỏ cũng được, anh em bôi cho nó, rồi vài ngày tự động nó lành. Con chim nó mau lành lắm anh em, không có ghê gớm đâu. Mình thấy có nhiều anh em cái gì mang ra rồi phải dùng thuốc này dùng thuốc kia, mình xin lỗi anh em, con chó con mèo con chim nó tự lành rất lẹ, trừ khi gãy nha anh em, nó còn tự lành được nhá. Cho nên anh em đừng có gì mà kinh quá nhá. Ở đây có những ai đồ chia sẻ thế này, con chim anh em hỏi tôi mà tôi bắt hoảng anh em ạ, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em luôn này. Mùa này nhá thì đa số chim sẽ bị những trường hợp anh em, những trường hợp anh em gặp ở mùa này nhá, một là chim phân nát, là mùa này nhá, một là phân nát, hai là chim bị ho.
ba là quẹt cầu quẹt mỏ. Ba cái việc này là ba cái mà anh em đang rất quan tâm, và hiện giờ rất nhiều idol đang chia sẻ để bán thuốc. Mình nói thẳng tặc như vậy đó anh em, tim của mình nó chưa có lửa, nó có hai nguyên nhân. Em phải tắm cho nó trước khi thi, em tập tắm sớm đi, nhiều khi nó nóng quá. Nếu con chim của nó yếu nhá, nó tụt lửa yếu nhá, thì anh em là gì chăm lửa lên. Còn nếu nó căng rồi á thì mình nên tắm cho nó, nên tắm cho nó nhá. Thế anh em, và anh em nhiều anh em nhắn tin hỏi mình bên này, anh ơi con chim mùa này của em nó đang là nuôi lông nhá, đang xỏa lông, em cho ăn cái cây mát, đang nuôi chế độ mát để độ lông, mà con chim nó đi phân ướt. Xong rồi một số idol chia sẻ với em rằng đổi cám ngay lập tức, con chim đang là đổ lông là phân phải đi khô thì chim mới ok. Thì mình nói là thế này, con chim của anh em nuôi lông muốn cho phân của nó khô được nhá anh em, không khó, dễ ạ. Bây giờ anh em muốn con chim của anh em đổ lông đúng không, đẹp. Nếu như mà con chim nó đi phân nát ở thời gian đổ lông, mà hiện tại này anh em chùm áo lồng này để cho chim xuống lửa này, đúng không? Anh em dùng trái cây mát này nhá. Nói chung anh em dùng tất cả những cái gì mát nhất để cho con chim mình nó xuống lửa, nó đổ lông, đúng không? Cái chuyện đi phân nát mình xin lỗi anh em, đó là chuyện bình thường, chẳng có con nào phân khô được hết nha anh em nha, chẳng có con nào phân khô được hết. Mình chẳng biết là những ai đồ chơi chim lâu chưa, mình không biết, mình không dám va chạm. Nhưng mà anh em, con chim đang đổ lông đi phân nát là chuyện bình thường, đâu ảnh hưởng gì đường ruột anh em. Mà anh em bảo là con chim đó là nuôi hư á, ăn được đường ruột, mai mốt là hư chim, đổi cam gấp. Thì mình nói với anh em rằng là thứ nhất, con chim đi trong thời gian đang là đổ lông, xóa lông, anh em nuôi mát. Con chim đổ lông là chuyện mà đi phân nát thì bình thường, không ảnh hưởng gì vấn đề đến bên anh em nhé. Nếu hư, nếu con chim đổ lông mà đi phân nát nhá, mà hư nhá, thì mình cam đoan với anh em, nguyên cái miền Nam này, miền Bắc mình không nói, những ai đồ chơi chim giả xa hơi cũng hư chim hết, là tại vì người ta nuôi mát hết anh em nhá, không có cửa hư được. Anh em muốn bốn con chim của mình nó thay lông, nó đi phân khô, ok anh em đừng cho ăn trái cây tươi, đừng cho ăn trái cây mát, anh em cho ăn cám không thôi, mình ba anh em phân khô chắc chắn luôn nhá. Cho nên là mình nói với anh em rằng con chim đổ lông thì phân nát bình thường không sao hết, cho nên anh em không phải bỡ ngỡ. Thứ nhất, thứ hai là những con chim mà đổ lông thì đa số người ta dùng những cái chế độ để làm thế nào cho con chim của mình nó rớt bộ lông tốt nhất. Đương nhiên nó tùy vào con chim. Có những con chim trên đó anh em đổi, mình nuôi lông bằng chuối không anh em, đổ lông vẫn đẹp như cái gì vậy nhá. Không nhất thiết phải đủ thứ trái cây. Nhưng mà mình nói anh em là thế này, những loại trái cây để mát để cho chim nó đổ lông này, ví dụ anh em này là cà chua này, đu đủ này, thăng long này, hoặc những loại trái cây mát khác anh em nhé. Mà đặc biệt là cà chua, đu đủ, thăng long, ba loại trái cây này nuôi cho đổ lông cực kỳ tốt. Thì một số idol chia sẻ rằng là không được nuôi ba loại trái cây này, vì ăn ba loại trái cây này thì sau khi đổ lông xong là con chim nó hư đường ruột luôn, là nó bị sình bộ lông. Thì mình xin lỗi những anh em chia sẻ đó luôn, anh em chắc là mới chơi chim nhá, chia sẻ bậy bạ. Mình nói thiệt hôm nay mình hơi bực mình, tại vì nhiều anh em họ mình quá. Anh em nghĩ làm sao mà nuôi ba loại trái cây đó còn chim hư lông? Nếu mà hư lông thì mình xin lỗi dành chim mình hư hết, và bất chấp nhiều idol đang là hư hết chim mẹ mất tiêu rồi. Ba loại trái cây đó không hư lông anh em nhé, không hư lông, không hư đường ruột nhá. Anh em cứ nuôi bình thường cho mình, hư mình chịu trách nhiệm cho nhá. Cho nên là con chim của ta nuôi những loại trái cây đó anh em bảo là không được nuôi, anh em nuôi là hư con chim, phải đổi cám này kia là anh em bậy bạ nhá, anh em rất là bậy bạ. Thì ở đây mình nói thao, hôm nay mình lên live mình chẳng sợ đất ai đâu anh em, va thì va, chạm thì chạm, mình chẳng sợ nào hết. Vấn đề ở chỗ rằng là chia sẻ cho đúng, để cho anh em mới chơi chim người ta chơi. Khi anh em chia sẻ như vậy, những người chơi chim có kinh nghiệm thì người ta biết là anh em chơi chim đẳng cấp cái nào rồi, người ta biết người ta phải làm thế nào. Nhưng mà những anh em mới chơi chim ta chẳng biết gì hết nhá, người ta chưa biết là phải dùng trái cây thế nào và những loại trái cây nào thế nào cho ok, cho nên là hư chim người ta nó uổng đi anh em nhá. Cho nên anh em chia sẻ thì chia sẻ thật tâm chút, chứ anh em chia sẻ như vậy thì không ổn lắm nhá. Cho nên là mình nói thẳng với anh em, chim mùa này với là chim đang đổ lông đi phân nát, anh em có sợ. Cái quan tâm anh em này, mà mình đang quan tâm này, anh em thấy một số idol chơi chim rất là lâu, người ta nuôi chim này tùy người ta chăm ok, mà người ta nuôi chim cả nguyên một thời gian từ khi con chim xóa lông cho tới con chim hoàn thiện bộ lông, người ta không có tắm, người ta để lông dơ luôn anh em. Thì mình thấy mình tội con chim. Thực sự đã hồi xưa mình cũng nuôi như vậy, nhưng mà con chim của mình nó, cái con chim của mình nó bị suy anh em, nó bị suy, cho nên là mình thấy tội nghiệp, vì nó hôi lắm anh em. Thì mình vệ sinh lồng,
Và riêng về mảng trái cây anh em để vài ngày thì mình không nên dùng như vậy. Với mình anh em nhé, chim của mình ngày nào mình cũng thay trái cây hết. Và hai ngày mình tắm một lần, chim đổ lông cứ ào ào mà cứ đẹp bình thường anh em. Và chim xong là con chim nào vào lửa vào pha luôn, không phải lôi vài tháng vào lửa anh em. Chim mình 70-80% là vào lửa thôi. Thế thì mỗi người một cách chăm nha, mỗi người một cách chăm. Cái quan trọng là với mình anh em là trái cây, ví dụ như là chuối anh em để được 2 ngày ok nè. Những loại trái cây khô để được, nhưng mà ví dụ như là thăng long nè anh em, thăng long vẫn để được 2 ngày nhá. Nhưng mà cà chua đu đủ thì anh em để, hoặc là cà rốt anh em để một ngày là bắt đầu nó bị vữa. Thì anh em để mấy ngày như vậy con chim chào vào khi nó đổ lông thì nó ăn dữ lắm anh em. Mà khi mà nó ăn nhiều như vậy, nó ăn cái trái cây cũ thì con chim của anh em nó ăn được đầy đủ là chắc chắn. Cho nên là anh em nên thay hàng ngày. Anh em thay có vài giây anh em. Anh em chuẩn bị sẵn nó, mở áo lồng một nửa thôi, mở một chút thôi anh em. Để trái cây ở ngoài với nước ở ngoài á, em mở áo lồng lên đút nó vào. Đâu ảnh hưởng con chim được. Anh em sợ là sợ anh em mở ra nhiều. Anh em chơi chim ít ít anh em cưng quá, anh em mở ra anh em ngắm nghía, anh em ngồi soi rồi quay phim chụp hình nhá. Thì con chim của mình nó mới ảnh hưởng thôi. Còn ngoài ra mình xin lỗi anh em, không ảnh hưởng nha, không ảnh hưởng. Thứ nhất, thứ hai là anh em chịu khó giữ cái lồng cho nó sạch, để những vị trí không phải là trời mưa này anh em để chỗ ẩm ướt hoặc lạnh quá con chim dễ bị ho nha. Trời nắng thì chọn những vị trí ẩm có cái độ ẩm cao để con chim mình nó mát mẻ, nó đổ lông. Nhưng mà trời mưa gió như hiện nay thì anh em không phải để chỗ ẩm ướt, anh em phải để cái chỗ ấm áp để con chim nó đổ lông. Chứ bây giờ anh em trời thì mưa, lồng thì mốc, anh em chọn cái chỗ mà thật lặn, anh em quất nó vào đó thì con chim của anh em nó không chết mới là may anh em nhá, còn không là bị ho à nhá. Cho nên mình ở đây mình chăm chim thì mình cũng phải linh động anh em ạ. À, anh em đừng nghe nhiều quá nha anh em nha. Mặc dù rằng là mình chơi chim cũng mới 20 mấy năm, mình cũng có một chút kinh nghiệm mới đây thôi anh em, thì mình chia sẻ cho anh em nhá.